Các bạn khán giả của Osport, các bạn khán giả của App On Plus, các bạn khán giả của Việt Football thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với sân vận động của Trung tâm Thể dục Thể thao Văn hóa quận Hoàng Mai để chứng kiến trận đấu trong khuôn khổ lượt đấu thứ hai của ngày thi đấu ngày hôm nay, ngày thi đấu đầu tiên của vòng chung kết bóng đá 7 người vô địch quốc gia Biên Sài Gòn Cup 2024. Cuộc đối đầu giữa Điện Bách Khoa Ninh Thuận và các cầu thủ Phoenix. Một cặp đấu rất đáng chú ý của bảng B, nơi có sự hiện diện của Đại Từ và sổ số Kiên Thiết Đắk Lắk nữa. Những trận đấu của bảng A vừa mới khép lại với những kết quả: Thiên Khôi đã có một màn lội ngược dòng và giành chiến thắng trước Bamboo FC với tỷ số 2-1. Những người đã ghi bàn cho Thiên Khôi đó là Tuấn Anh Junior và Tuyên Trầm. Người đã có bàn thắng mở tỷ số rất sớm cho Bamboo là Thế Anh. Ở trận đấu còn lại thì các cầu thủ An Biên đã để cho Lucifer cầm hòa với tỷ số 0 đều. Đàng Bách Khoa vẫn đang còn học năm cuối tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là hiệp 1 đã bắt đầu với các cầu thủ Phoenix trong trang phục màu hồng tím ở phần sân bên phía tay trái mang nhỏ của quý vị và các bạn, và khả năng kiểm soát bóng cực kỳ khéo léo. Giang Nguyên Công, công chiều khúc, cơ hội không được. Rất tiếc là vào vừa ở một phạm vi rất hẹp, cực hay, cực nhuyễn của Phoenix đã chưa thể mang lại bàn thắng cho đội bóng này. Những tình huống chạm bóng rất tinh tế của Giang Nguyên Công, có cảm giác như công chiều khúc đang hồi xuân. Đúng rồi, Điện Bích Khoa Ninh Thuận thì có một cái tên thi đấu rất hay, đó là Huy Đen, Phùng Trọng Luân. Phùng Trọng Luân, tốc độ của Phùng Trọng Luân vượt qua được hai cầu thủ Phoenix. Pha xử lý khá hay của Phùng Trọng Luân, rất ấn tượng với tình huống bứt tốc của Phùng Trọng Luân, và Viết Điệp đã phải nhận thẻ vàng. Không nghĩ là lão tướng 39 tuổi vẫn có thể đua tốc, vẫn có thể vượt qua hai ba cầu thủ trẻ trung hơn mình rất nhiều trong bàn đua tốc độ này. Cú quạt bóng cũng cực kỳ mềm mại và dẻo dai, pha xử lý cực kỳ kinh nghiệm của Phùng Trọng Luân. Luân Sư Phụ, vẫn là những tình huống xử lý có thể nói là cực kỳ tự tin khéo léo của Luân Sư Phụ. Thanh Lịch, Luân Sư Phụ, vẫn là Luân Sư Phụ. Luân Sư Phụ có những tình huống lắc của chân phải rất hay. Nam Yaman, bàn thắng bất ngờ dành cho Điện Bách Khoa Ninh Thuận. Một tình huống phối hợp trung lộ khá hay. Pha dứt điểm bất ngờ của Nam Yaman, và có vẻ như bóng đã chạm chân một cầu thủ phòng ngự bên phía Phoenix. Bàn thắng đến với Điện Bách Khoa Ninh Thuận ở phút thi đấu thứ 24. Khuôn mặt thất thần của huấn viên Thành Sport. Đường chuyền của Nam Yaman và pha dứt điểm sau đó là của Thanh Lịch. Rất nhịp nhàng. Pha dứt điểm của Thanh Lịch đã có một tác động đến từ hậu vệ của Phoenix, khiến cho hướng đi của trái bóng thay đổi, khuất phục được Hoàng Trung Phong. Nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1. Pha xử lý quá hay của Sơn Moeller. Ngôi sao lên tiếng, bản hợp đồng bổ sung lên tiếng. Chúng ta nghe thấy rõ ràng tiếng chỉ đạo của huấn luyện viên Tiến Béo ở bên ngoài đường biên. Bắt đường trong chân phải, bắt đường trong chân phải. Ít nhất là huấn luyện viên Tiến Béo đã lặp lại ít nhất là 3 lần điều vừa rồi. Nhưng rất tiếc là thông tin của ông đã không kịp đến với các cầu thủ ở bên trong. Sơn Müller đã có một pha xử lý có thể nói là vô cùng mẫu mực. Lắc trong và dứt điểm xé gió. Pha dứt điểm quá khó, và thủ môn Lộc Mắc đã có phần nào bị che mắt, che khuất tầm nhìn. Sơn Tô có bình luận: ông già Phùng Trọng Luân sung quá. Hoàn toàn đồng tình với nhận định của Sơn Tô. Đã lâu lắm rồi mới xem trực tiếp Phùng Trọng Luân thi đấu, và cựu binh của Điện Bách Khoa Ninh Thuận đang chơi rất xuất sắc. Lại là một pha dứt điểm sấm sét của công chiều khúc. Huy Đen vẫn luôn thi đấu với chiếc đầu gối trái cuốn băng trắng. Nguy hiểm. Pha xử lý rất kỹ thuật của Huy Đen. Nhưng Hoàng Trung Phong cũng đã cho thấy được sự tiến bộ ở mùa giải năm nay. Huy Đen đã chủ động lắc bóng về phía chân phải, chân không thuận, và vẫn có được một tình huống dứt điểm chất lượng, nhưng
Hoàng Trung Phong mới là người xuất sắc hơn trong pha bóng này. Chào idol Long Cùi. Rất tiếc là Long Cùi ngày hôm nay chưa thể ghi bàn và An Biên cũng chưa thể có được chiến thắng 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Phonix, những tình huống nhấp và đảo bóng rất kỹ thuật của Huy Đen. Như vậy là vì những lý do nhạy cảm mà các cầu thủ Hiếu Hòa ghi điểm không được. Rất tiếc là Cường Con lại bỏ lỡ cơ hội trong tình huống dứt điểm vừa rồi. Một pha bóng mà chúng ta thường thấy là Cường Con sẽ thành công tại HPLS 11. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này một lần nữa. Người đã cắt được bóng là Sơn Muller, một đường chuyền cực hay của Sơn Muller đặt Cường Con vào một thế dứt điểm vô cùng thuận lợi. Cú mở lòng của Sơn Muller rất nhạy cảm. Của Oxford là có Hùng Vũ Thọ căng ngang không được. Không hiểu vì sao Hùng Vũ Thọ lại hơi ham trong pha bóng vừa rồi. Ở HPLS 11 thì Hùng Vũ Thọ đã rất nhiều lần tạo điều kiện cho Cường Con từ những tình huống tương tự. Sẽ là tình huống căng ngang, sẽ là tình huống trả ngược nguy hiểm. Đó là câu trả lời của Trung Nhóc, một cựu phút sàn. Và xử lý rất gọn của Trung Nhóc, dấu ấn đầu tiên của Trung Nhóc sau khi được đưa vào sân. Là cầu thủ bổ sung cho Điện Bách Khoa Ninh Thuận từ Đại Lâm Mộc. Và ngay lập tức Huy Đen đã chiếm được vị trí chính thức trong đội hình của Điện Bách Khoa Ninh Thuận tại giải đấu SBL. Rất hay cơ hội. Tình huống block tuyệt vời của Cường Con. Không nghĩ rằng Cường Con lại có thể lui về và hỗ trợ phòng ngự hay đến như thế trong tình huống tấn công vừa rồi. Đó là pha dứt điểm của Milagro. Nguy hiểm. Cú bắt vô lề rất kỹ thuật của Risambo nhưng chưa thể chiến thắng được thủ thành Hoàng Trung Phong. Hoàng Trung Phong là một trong những thủ môn đã thi đấu rất hay tại HPLS 11 ở mùa giải năm nay. Cựu thủ môn của lò đào tạo Công an Nhân dân và đang thi đấu cho Hòa Bình. Vẫn cho thấy được sự tập trung và khả năng phản xạ xuất sắc bằng cáng. Huy Đen, tốc độ Huy Đen rất tốt, cực nhanh và chân trái rất khéo. Huy Đen, nguy hiểm, goal! Rất tiếc cho Trung Nhóc. Lẽ ra Trung Nhóc cần phải làm tốt hơn trong tình huống vừa rồi. Một pha kiến tạo tuyệt vời của Huy Đen. Huy Đen đã làm tất cả những gì khó nhất. Một đường chuyền xuyên qua khe hai chân của cầu thủ phòng ngự bên phía Vonix để đưa trái bóng đến với Trung Nhóc. Ở một tư thế hơi vặn sườn thì Trung Nhóc đã dứt điểm trái bóng đi đúng giờ vàng. Đinh Sơn Hải, hội xoáy, hội xoáy, không vào. Pha chạm bóng đầu tiên cực kỳ ấn tượng của hội xoáy, nhưng người xuất sắc hơn là Lộc Mắc. Lộc Mắc đã cho thấy giá trị của thủ môn số 1 bên phía Điện Bách Khoa Ninh Thuận. Và xử lý xuất thần, bảy người đẩy ngược bóng cực kỳ ngoạn mục. Đinh Sơn Hải và hội xoáy đã tìm thấy nhau trong pha vô vừa rồi. Cú chạm bóng tiếp sau đó là của hội xoáy. Nguy hiểm. Hội xoáy, Đinh Sơn Hải, Đinh Sơn Hải không vào. Bóng vẫn còn. Vẫn là Đinh Sơn Hải. Thực sự là một trận đấu cân bằng. Cân bằng về thế trận, cân bằng về tỷ số và cân bằng cả về những pha bỏ lỡ. Tiếp tục bóng lại dội xà ngang cột dọc bên phía khung thành của Điện Bách Khoa Ninh Thuận. Pha xử lý rất hay của Sơn Bùi L, một trong những pha xử lý sở trường của tiền vệ mang áo số 25. Sơn Bùi L ôm đầu, Đinh Sơn Hải ôm đầu. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý hết sức bình tĩnh của Đinh Sơn Hải, một cầu thủ trưởng thành từ đội trẻ Thái Nguyên. Đinh Sơn Hải đã không vội vàng khi mà nhận được đường truyền của sự lì lợm và sự quyết tâm. Đinh Sơn Hải, bên trong là Sơn Muller, chuyền bóng Muller. Một lần nữa bóng lại trúng xà ngang. Sơn Muller đang tỏ ra rất đau. Sơn Muller thực sự là một chàng trai không có duyên trong trận đấu ngày hôm nay. Một lần dứt điểm trúng cột dọc, một lần dứt điểm trúng xà ngang. Người thực hiện tình huống đá phạt sẽ là Giang Nguyên Công. Trong hiệp 2 thì Giang Nguyên Công đã thi đấu một cách âm thầm hơn ở phía sau để đỡ lưng cho những cầu thủ trẻ ở tuyến trên. Nhiều người đang nhắc đến những sự vắng mặt đáng tiếc của Carter Villa hay là Cán Chris, những cầu thủ mang lại rất nhiều những hương vị cho bóng đá sân bay. Giang Nguyên Công cũng là một vua sút phạt và Tống Hồi Xuân cũng là một trong những người có năng sút mạnh nhất. Tống Hồi Xuân đã trúng rào và giảm lực. Và đúng lúc này thì trọng tài Đức Cảnh cũng đã nổi còi kết thúc thời gian cuộc đối đầu giữa Điện Bách Khoa Ninh Thuận và các thủ Phonix.
Connick sẽ có sự tiếc nuối nhất định khi mà họ đã dứt điểm trúng xạ ngang một cột dọc trong khoảng 10 phút cuối của hiệp 2. Đó là thời điểm mà Điện Bách Khoa Ninh Thuận cũng đã có trùng xuống sau khi có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự. Nhưng trong hiệp 2 thì Điện